một loại phô mai đã không còn xa lạ gì. Phô mai con bò cười thì có gì mà phải làm video? Đôi khi nhá, có những thứ hiện hữu có sẵn rồi thì chúng ta lại chẳng buồn tìm hiểu về nó. Nhưng liệu bạn có biết là con bò cười trên bao bì này đã 102 tuổi rồi không? Không giống với các loại phô mai dạng nguyên bản, thì phô mai con bò cười là phô mai công nghiệp với mục đích là để xử lý những phô mai cứng tồn kho kết hợp với bơ, sữa bột và các loại phụ gia công nghiệp được đóng gói và bán theo dạng khẩu phần cá nhân là những cái miếng tam giác như thế này đấy. Nhờ sáng kiến tuyệt vời này mà phô mai lavashki dịch ra tiếng Việt là con bò cười đã chinh phục cả thế giới. Hình tượng con bò cười cũng được hình thành rất ngẫu nhiên thông qua một trò đùa. Đó là khi mà ông Leon Bell, người sáng tạo ra phô mai con bò cười đã yêu cầu một họa sĩ vẽ hình một chú bò vui nhộn, mục đích là đánh dấu lên xe chở thực phẩm cho quân đội trong thế chiến thứ nhất và đã tên cho con bò đó là Laughy Kitty, một cách chơi chữ nhằm nhắm báng bán các nữ thần Bắc Âu trong văn hóa nước Đức và từ đó thì hình tượng con bò đỏ chót đeo khuyên tai và luôn nở nụ cười tươi tắn đã in hằn trong tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nước Pháp với 8 miếng phô mai tam giác được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp tròn, dù trải qua hơn 100 năm, những người dân từ khi còn bé xíu hay đã trở thành những ông lão bà lão thì hình tượng con bò ấy vẫn trẻ mãi không già trong tâm trí họ.